nghe bài Tựa Cánh Bèo Trôi của Hạ Vi. Mình đang nghe qua dàn Kenwood UDA 77, một cái dòng cao cấp hàng nội địa Nhật nha các bạn, dùng điện 100V. Mình đang nghe qua cổng AUX kết nối với lại điện thoại, máy tính, TV. Đây. Và mình cũng đang nghe bằng chương trình Full 3 2000. Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết của dàn máy này trên trang Facebook của mình, Hàng Nội Địa Nhật Vũ, hoặc qua số điện thoại của mình. Các bạn cũng có thể xem thông tin đầy đủ khi mà các bạn click vào cái video. Và bên dưới cái video á, ở bên đây có cái hiển thị thêm nè, các bạn bấm vào đầy đủ thông số kỹ thuật cũng như là báo giá đầy đủ, hình thức thanh toán. Dàn UDA 77 này đồng bộ giữa cái dàn máy và loa nha các bạn. Nguyên zin của nó. Ngoại hình còn rất là mới. Ngoại hình rất mới và cái ngoại hình rất là bắt mắt nha. Loa màu gỗ. Đây. Tuy kích thước nhỏ gọn nhưng mà công suất khá lớn, dàn máy này là 66W, UDA 77 66W. Nghe tốt phòng dưới 25m2, mà nếu phòng thoáng thì dưới 20m2 thôi. Mức âm lượng cao nhất là 40. Xin ông trời cho sống qua ngày. Có điều khiển học chỉnh được các chế độ của nó. Chẳng hạn như đây là chế độ D-Bass nè. Đây là Deep Bass 10 nấc. Cái bass này là cái bass sâu nha. Cái bass là cái dải sâu ở bên dưới. Và chỉnh bass chép riêng nữa. Đây cái bass này là cái 2 bass nè. 8 nấc. Chép 8 nấc. Cái mặt bề ngang này là cái thước bề ngang là 24cm. Tổng bề ngang của dàn này là tầm khoảng 54cm nha các bạn. Các bạn có thể hình dung chiều cao của nó để mà bố trí. Bề ngang là tầm khoảng 54cm. Chiều cao là 28cm. Rất là dễ để trên bàn làm việc hai cái loa này. Tuy nhỏ, tuy cái ngoại hình nó thiết kế nhỏ, nhưng mà cái chất âm và cái tiếng bass ra rất là sâu, đánh rất là lực và tiếng chép là cực kỳ sáng. Dòng Kenwood này, cái dòng cao cấp của nó đánh 4 sò Senken ở bên trong, 4 sò Toshiba Senken nha. Và cái thùng máy, cái âm ly rất là sâu, hậu rất là sâu. Có cổng ra súp điện, cổng này cổng kết nối điện thoại AUX nè. Thẻ nhớ nè. Thẻ nhớ ở phía sau 8GB đổ lại. USB ở phía trước 8GB đổ lại. CD, MD. Đó. Cổng kết nối điện thoại máy tính nè. 3.5 trực tiếp ở phía trước. Cũng như là cổng AUX ở phía sau, hai cổng rất là tiện. Và đây, cái dây là dây điện nguồn zin của nó nè. Có một cái quấn chống nhiễu ở đây. Cái cuộn này là cuộn zin của nó nha, dây điện rất là dày. Và đây là cái quấn chống nhiễu nè. Các bạn có thể kết nối thêm súp điện nếu các bạn muốn hỗ trợ thêm tiếng bass. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà nghe nhạc trữ tình hoặc ở cái phòng nhỏ thì cái tiếng bass của cái dàn này là đã đủ rồi. Mình đang nghe qua cổng AUX và bây giờ nghe thử qua CD nhé. Học CD rất là mỏng. Nguyên cái mặt này là phay nhôm nè, từ trên dày dài cho xuống dưới, cái mặt đáy bên dưới nguyên mặt nhôm dày. Play CD, cái dàn đèn LED. Đĩa đọc rất là tốt, không kém. Chúng ta chia tay giã từ,
hẹn nhau năm tới khi Giáng sinh về muôn nơi. Mình trao cho nhau hoa lòng nhẫn cưới thiết hồng dìu nhau. Các bạn có thể nghe được cái giọng ca sĩ Vũ Khanh vẫn trầm ấm, và cái tiếng chép ở trên này rất là cao, cái tiếng nhạc cụ nghe rất là rõ ràng nha. Nó tách bạch rất là rõ. Không tiếng chép tuy cao nhưng không thay đổi cái chất giọng của ca sĩ. Rồi. USB nè, hãy nhớ nè. Chứ bấm play thôi. Nè, USB đây nè. Duyên phận. Nó nhớ cái đoạn nào đang hát luôn. Hồi nãy mình đang hát ở đoạn nó 45 giây. Thầy mẹ thương em, nhớ tim người sẽ duyên, lòng cầu mong em đâu bên cho em một bóng thuyền. Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sau bao lời. Trong tình yêu như thế nào, dòng sâu là bao nào đó được đâu, lòng người ta ai biết có dài lâu. Qua bao thời gian sống trong mình, cái phím này là cái phím chỉnh nè, gạt lên gạt xuống để chọn các bài hát ở trong cái mục của USB. Đó, bấm play khúc Thủy Du. Tuấn Ngọc. Đó, này là ví dụ cho bạn xem cách thức hoạt động của nó. Còn để mà đi mình vừa bỏ vào nha, không play. Mà đi đọc cũng rất tốt. Một cái đĩa của Nhật. Đĩa trên sân khấu hay gì đó các bạn. Mình qua bài nha. Bản nhạc pop của Nhật các bạn. Rồi, chúng ta test cái chức năng của nó chạy rất là tốt nha các bạn. Thử test một cái bài nhạc trên Awit nữa nhé. Cổng Awit. Một bài nhạc hai end đi. Bát kép nghe rất là đầy đủ. If you want my love, depend on me a little less. If you want my love, think first of your own happiness. You know what they
If you want my love, go your own way. We're walking along on different roads that happen to run side by side. We walk together while the feeling's good, hoping the road will not divide. I like it here, I want to stay. Các bạn vừa nghe bài If You Want My Love của Paul Stephenson, một trong những bài nhạc tết loa của B&W. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Hôm nay chúng ta tết vàng Kenwood dòng cao cấp UDA 77, hàng nội địa Nhật, điện 100V, công suất 66W, với kích thước bề ngang tầm khoảng 54, chiều cao khoảng 28cm. Thiết kế mặt phay nhôm, màn hình rộng và dàn đèn LED. Loa bằng màu gỗ, còn rất là mới. Nếu các bạn thích thì hãy like cho video này nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.